Rồi em xin chào anh nha. Thì hôm nay em ráp cái máy của anh xong rồi nha. Interboom chạy rất là êm luôn nha. Này có gắn tay hồi nè, gắn tay hồi xài súng rất là nhạy luôn. Ngắt súng là máy chạy không tải nha. Rồi chỉ đường hồi về đường hút luôn nè. Chỉ dây xịn luôn nhanh nè. Rồi này có gắn nấu nhanh nha. Đó, khớp nấu nhanh rút dây ra. Bên này có lọc nước nha, em kiểm tra hết rồi, lọc nước. Này cấp gì hút vô nè. Bên này hộp điện em bắt cái lên luôn cho nó gọn, còn muốn về anh bắt lên tường lên nhà anh vẫn được nha. Đó, motor này chạy rất là mát luôn, chạy áp 200 kg. Này có gắn xu nha, đế xu mà. Đó, mấy đế xu rất là to luôn, đế xu, cái này cũng đế xu luôn nha. Này nó cao xíu em chìm lòng đèn này để giữ lại thôi. Đó, cái mâm này cũng có cái đế xu mà rất là êm luôn. Rồi dây thì 15 mét dây, 2 lớp bố. Đó, và súng dài luôn nha. Đó, súng dài. Đó, súng Italia dài luôn nha. Bét Italia, bét nhà chính xòa chính gôm này được nè. Đó. Rồi em vô điện 3 pha nha. 3 pha này có dây mát màu xanh nha. Này dây mát nè, có dây mát nữa nha, mát màu xanh. Nhớ gắn dây mát màu xanh nha. Đó, công tắc đây. Đó, máy đang chạy nè, rất là êm luôn. Áp 200 kg nè, quá mạnh luôn. Đó, quá mạnh luôn nha. Này chính xoa được nè. Đó, máy chạy rất là êm luôn, không rỉ nước thì chạy vậy nha, rất là êm nè. Rồi, ok anh nha. Đó. Rồi. Rồi máy em làm ok rồi nhanh. Rồi cảm ơn anh đã ủng hộ. Rắp máy ok hết rồi. Này về hai người đinh nè. Đó. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi xin chào anh.